phân mảnh của một, the law of one, hình học thiêng liêng, sacred geometry, và ngũ hành. Qua bài trước, luật của một đã giải thích bản chất mọi thứ trong vũ trụ này đều là một thứ, là năng lượng rung động ở các tần số khác nhau. Điều đó có nghĩa là mọi thứ đều tuân theo quy luật của sóng. Đó chính là chu kỳ, có thăng, có trầm và luôn chuyển động. Nếu một người hiểu rõ được nó, người đó sẽ sống một cách thuận theo tự nhiên. Người biết sống thuận theo dòng chảy này sẽ không cần phải gắng sức ở bất kỳ việc gì và thời điểm nào, luôn luôn thảnh thơi. Khi thời điểm chưa đến thì không hành động, và khi thời điểm đến thì hành động đúng những gì cần phải làm. Người nào làm được điều này, tức là hiểu rõ được đạo và cũng học được cách nhận, trong tâm trí của người đó cũng sẽ không bao giờ đặt ra những mục tiêu để theo đuổi mà chỉ tập trung vào hiện tại. Biết lúc này đang ở trạng thái nào và mình cần phải làm gì, đây là điều mấu chốt về chu kỳ mà một người cần phải nắm rõ được. Bài này, mình sẽ đi sâu vào một khía cạnh khác của luật của một, the law of one. Luật của một nói rằng, tất cả các định luật khác của vũ trụ đều là các biến thể hay phân mảnh của luật của một. Bởi vì tất cả mọi thứ là như nhau và không có sự phân chia, nên các phân mảnh này thực chất chỉ là những góc nhìn khác nhau về một thứ, giống như bạn đang nhìn ánh sáng qua một lăng kính thành bảy sắc cầu vồng hay câu chuyện thầy bói xem voi. Vì tất cả mọi thứ là năng lượng rung động, khi ta theo dõi nó trong thời gian, biểu hiện của nó chính là quy luật sống, chu kỳ. Nếu ta theo dõi trong không gian thì biểu hiện của nó chính là hình dạng, vị trí của sóng trên trường năng lượng vũ trụ. Với một sóng di chuyển trong không gian sẽ có những điểm rung động mạnh nhất, chính là đỉnh sóng. Những điểm rung động trung bình là thân sóng, và những điểm rung động ít hoặc không rung động là chân sóng. Bạn có thể hình dung đơn giản bằng cách thả một viên đá xuống mặt hồ tĩnh lặng. Sẽ có những điểm trồi lên cao hơn, những điểm thấp hơn so với mặt hồ. Tương tự như vậy là các đợt sóng trên đại dương. Các trường năng lượng trên vũ trụ cũng di chuyển theo nguyên tắc này. Có những khoảng không rung động mạnh hơn và những khoảng không rung động thấp hơn liên tục xen kẽ nhau trong không gian, tính từ trung tâm của vũ trụ hay nguồn. Những điểm rung động khác nhau này sẽ tạo ra những hình dạng khác nhau với người quan sát. Bởi vì những rung động tần số khác nhau sẽ biểu hiện vật chất khác nhau. Trường hợp rung động quá nhanh hay quá chậm sẽ trở nên vô hình với người quan sát. Và chỉ những rung động cùng khoảng với rung động của người quan sát thì mới có thể quan sát được với biểu hiện vật lý. Ví dụ, con người chỉ nhìn được ánh sáng bước sóng từ 640 nm đến 380 nm. Vì vậy, với từng năng lượng rung động khác nhau sẽ tạo ra những bước sóng khác nhau, và từ đó cũng tạo ra những vị trí rung động trong không gian khác nhau. Kết quả là những hình dạng nhìn thấy được trong không gian cũng khác nhau. Những hình dạng này là hiểu biết thiêng liêng nhất về vũ trụ, và người xưa gọi là hình học thiêng liêng hay sacred geometry. Để hiểu đơn giản và đo đạc trực quan nhất, bạn có thể tìm hiểu một khái niệm, đó là cymatics. Những hình cymatics được tạo ra khi tạo ra rung động cho cát hoặc nước ở một tần số nhất định,
sẽ tạo ra những hình dạng khác nhau, và đó chính là những hình dạng có thể nhìn thấy trong tự nhiên. Mình cũng đã giới thiệu qua khái niệm này ở bài viết trước đây, bạn có thể tham khảo tại link. Trong bài này, mình giới thiệu những hình học thiêng liêng cơ bản nhất của vũ trụ. Đây là những viên gạch tạo ra tất cả thực tài vật chất của vũ trụ này ở tất cả các cảnh giới khác nhau. Những hình này được gọi là Platonic Solid, với đặc điểm là có tất cả các cạnh bằng nhau, các đỉnh đều cách đều tâm và cùng nằm tròn trong một hình cầu. Nó cũng chính là năm nguyên tố cơ bản nhất của vũ trụ, tương ứng với thuyết ngũ hành của phương Đông. Một, khối tự diện tetrahedron. Đây là kết cấu cơ bản nhất từ lúc khai sinh vũ trụ, tạo bởi các mặt hình tam giác đều. Khi chồng hai khối tự diện này sẽ tạo ra hình mekaba, thường được gọi là phương tiện ánh sáng trong các tôn giáo. Thực chất, hình này chính là cấu hình trường năng lượng của các photon ánh sáng di chuyển trong không gian. Điều này có nghĩa là photon không phải là các hạt tròn, mà có cấu tạo mặt nhọn của các khối tự diện. Vì khối tự diện là hình khối ba chiều đơn giản nhất, nên điều này giải thích tại sao ánh sáng là thứ đầu tiên được tạo ra trong vũ trụ, giống như mô tả trong kinh thánh. Khối tự diện tượng trưng cho lửa hay hỏa trong ngũ hành. Khi các phân tử vật chất bị đốt cháy, nó sẽ thay đổi kết cấu để kết hợp với nhau, tạo ra các khối tự diện trong ngọn lửa. Vì vậy, ngọn lửa cũng tạo ra ánh sáng và nhiệt. 2. Khối lập phương, cube. Kết cấu này tạo ra từ các mặt là hình vuông bốn cạnh, các khối cube tượng trưng cho đất hay thổ trong ngũ hành. Điều này có nghĩa là những kết cấu vật chất như đá, kim loại có kết cấu phân tử theo khối lập phương, điển hình chính là các kim loại. 3. Khối tám mặt, octahedron. Kết cấu này có hình kim cương giống nhau, giống như hai kim tự tháp úp vào nhau. Khối octahedron tượng trưng cho các chất khí hay kim trong ngũ hành, với các kết cấu trường năng lượng theo hình này. Ví dụ, khí hai gồm hai nguyên tử oxy dính vào nhau. Nếu vẽ các đường thẳng nối các đỉnh của hai phân tử 2, 0, 2 sẽ tạo ra hình octahedron. 4. Khối nhì thập diện, icosahedron. Kết cấu này từ 20 mặt là hình tam giác. Khi nhìn thẳng đứng sẽ là hình ngũ giác. Khối icosahedron tượng trưng cho nước hay thủy trong ngũ hành, với kết cấu trường năng lượng theo dạng ngũ giác năm cạnh đều. 5. Khối 12 mặt, dodecahedron. Kết cấu này tạo ra từ các mặt là hình ngũ giác. Khi nhìn thẳng đứng sẽ thành hình lục giác. Khối dodecahedron tượng trưng cho ether, năng lượng sống, hay theo phương Đông gọi là năng lượng vũ trụ, khí, chi, prana. Trong ngũ hành thì dodecahedron chính là nguyên tố mộc. Khối 12 mặt là dạng hình phức tạp nhất trong các khối hình cơ bản. Trong thực tế, nó chính là cấu hình năng lượng của các chất hữu cơ, thực thể sống. Hình dodecahedron có thể nhìn thấy trong benzene, các chất hữu cơ, protein, DNA, v.v. Khi ta hấp thụ năng lượng vũ trụ, chính là việc tải về các cấu hình năng lượng để cho cơ thể có thể hoạt động chính xác nhất.
Các khối hình học thiêng liêng cơ bản này biểu hiện ở tất cả quy mô của vũ trụ, từ nhỏ như nguyên tử cho đến rộng lớn như cả thiên hà. Vì nguyên tắc của hình học thiêng liêng là các mẫu hình rung động riêng, nên con người sẽ không bao giờ tìm được các hạt cơ bản nhỏ nhất, mà sẽ chỉ tìm ra các hạt nhỏ hơn nữa, dẫn đến vô tận tương ứng với các cấu hình trường năng lượng cơ bản ở trên. Khi trường năng lượng thay đổi, thì các khối hình học thiêng liêng thay đổi. Vì vậy, tính chất và kết cấu của nó cũng thay đổi. Cùng là nguyên tử carbon, nhưng khi nén nó trong áp suất cao, than sẽ trở thành kim cương. Các hợp chất nano hay polymer trong ngành công nghiệp hiện đại ngày nay cũng theo nguyên tắc này. Thay đổi năng lượng dẫn đến thay đổi cấu hình phân tử. Thay đổi cấu hình phân tử dẫn đến thay đổi tính chất vật lý. Các khối hình này không chỉ thiên về vật chất, mà nó cũng thể hiện kết cấu của tất cả các mặt khác trong cuộc sống, như là cơ cấu kinh tế, xã hội như ở trái đất hiện nay, chủ yếu là hình kim tự tháp cơ bản nhất. Ở những xã hội phát triển hơn thì nó sẽ nhiều đỉnh và nhiều góc cạnh. Vì vậy, tri thức, nguồn lực, quyền lực sẽ chia đều ra nhiều cạnh hơn, như những hình khối phức tạp hơn. Người xưa hiểu rất rõ điều này, cùng với nhiều hiểu biết vượt bậc về vũ trụ cũng như công nghệ. Tất cả các công trình cổ xưa và tâm linh của thế giới như kim tự tháp, Angkor Wat, Stonehenge, đã phục sinh các nhà thờ lớn đều nằm trên các đường thẳng mà được gọi là các đường ley line. Các đường này khi nối với nhau tạo ra một khối 12 mặt dodecahedron, chính là cấu hình trường năng lượng của trái đất. Vì vậy, khi đến các địa điểm này, con người thường cảm nhận một năng lượng đặc biệt, dễ dàng chia sẻ tài sản, từ thiện, làm việc thiện hay dễ dàng chữa lành bệnh hơn. Chúng ta thường được dạy là xã hội con người hiện nay là tiên tiến nhất trong lịch sử. Nhưng thực ra chúng ta không có những hiểu biết vượt bậc hơn như người xưa. Trong tất cả các đền chùa, các công trình cổ xưa đều tuân theo nghiêm ngặt các nguyên tắc của hình học thiêng liêng để dòng chảy năng lượng là tốt nhất. Vì vậy, rất nhiều công trình kiến trúc có hình dạng kim tự tháp, hình ngũ diện hoặc các khối trần, hình tròn, hình vòm. Khi ở trong các khối công trình này sẽ tạo ra những dòng xoáy năng lượng chảy vào trong và giúp con người khỏe mạnh cũng như tinh thần tốt hơn. Các công trình hiện đại với những tòa nhà chọc trời, những căn nhà hình chữ nhật, hình ống trái với nguyên tắc tự nhiên làm năng lượng của con người xấu đi, dẫn đến tiêu cực, trầm cảm và nhiều bạo lực hơn. Những hiểu biết này chính là nền móng cho cái được gọi là phong thủy, liên quan đến kết cấu kiến trúc của ngôi nhà, vị trí của ngôi nhà so với núi, sông, sao cho trường năng lượng là tốt nhất để con người sinh sống ở nơi đó. Điều này không hề liên quan đến cái gọi là phong thủy hiện đại như hướng cửa, hợp tuổi hay treo bùa này bùa kia, v.v. đã bị biến tướng để thành một ngành kinh doanh ra tiền nhất. Như vậy, vũ trụ là sự sáng tạo, không phải là cái gì đó ngẫu nhiên, mà theo những quy luật cố định, cực kỳ chi tiết, tinh xảo và vô cùng đẹp đẽ. Luật của một đã giải thích tất cả sự tồn tại đều là năng lượng rung động khác nhau với những biểu hiện khác nhau. Vì vậy, tất cả những chủ đề tiếp theo mình đưa ra cũng sẽ theo những nguyên tắc này.
nhất là những cái con người không hiểu được nên gọi là tâm linh. Qua bài này, các bạn có thể ngẫm và quan sát mọi thứ xung quanh có hoạt động đúng theo nguyên tắc này hay không. Và mình có minh họa bằng rất nhiều hình ảnh ở cuối bài viết. Bài tiếp theo ta sẽ đi sâu về hình học thiêng liêng. Mình sẽ giải thích cách vũ trụ được sinh ra và nhân bản lên như thế nào, và sau đó là sự tiến hóa của năng lượng, làm tiền đề để giải ảo những cái gọi là nhân quả luân hồi, linh hồn, tu tập và thăng thiên. Bài này thấy hay thì bạn hãy chia sẻ cho ai cần, còn không thì hãy bình luận quan điểm, câu hỏi của bạn.